Ê, bể điện thoại, đừng có chọi, từ từ. Khoan khoan ơi, để làm kiểu chụp hình ấy. Chị đi được không? Không, đi không được, nói được nói chuyện. Cho giữ gìn sức khỏe nha con. Nói chuyện lại. Nhìn sức khỏe nha chị. Rồi rồi, rồi rồi. Mình dùng lúc mà bệnh đó. Rồi. Trang này thấy ghê quá vậy. Nè bữa nay các mạnh thường quân á. Út á, cô Hương Út á.
có món quà tặng gia đình hộ nghèo, hộ cái nghèo khó khăn á. Tặng cái tảo nhân dịp cuối tháng 9 rồi ha. Ủa còn nữa thì có ra được, ít ra được nha. Cái nào phải ra ra, cái nào cài thì thôi. Đấy nha, nha. Xin chào Tuấn nha. Hôm nay con có mang cho món quà của mình Tuấn và của cô Hương ở bên Úc á. Con gửi cho chú món quà để mà cùng chung tay cho hộ nghèo phòng chống dịch. Được rồi, con chúc chú sức khỏe nha. Được rồi. Dạ. Hôm nay á, mà tới bên đây á là các mạnh thường quân, cô Hương Úc á, ở nhân dịp Covid 19 này nè, để tặng quà cho gạo với và cái nhu yếu phẩm nè, cho mà ăn uống bồi dưỡng ha, giữ gìn sức khỏe. Dạ lụng cẩm mày. Dạ giữ gìn sức khỏe nha bà. Dạ dạ. Rồi. Các mạnh thường quân ở cô Hương Úc á, có món quà tặng cho dì Úc ăn uống lấy thảo cô chú 19 này nè, ăn uống bồi dưỡng rồi đi ra đường chút nha, cái nào cần thiết mới đi, cái nào không cần thiết thì ở nhà ăn uống bồi dưỡng hay giữ gìn sức khỏe ha. Dịp mà cuối 19 này nè tặng bà cho gia đình nghèo cận nghèo này kia nọ, ăn uống bồi dưỡng giữ gìn sức khỏe ha. Vâng, Úc á, cô Hương Úc á, có quà tặng cho gia đình con, hộ nghèo hộ cận nghèo rồi đó nè, rồi ăn uống bồi dưỡng, thấy mày ốm quá rồi. Trời đỡ luôn á. Trong dịp bỏng xương không đó nè. Nha, quà. Giữ gìn sức khỏe nha chú. Dạ, rồi. Bỏng luôn đó con nè. Anh Đình Vâng, Việt Kiều Úc á, cô Hương Việt Kiều Úc á tặng quà. Cho gia đình ăn giữ gìn sức khỏe ha. Covid 19 là tặng quà cho ăn uống và giữ gìn sức khỏe ha. Thì hôm nay em có mang theo phần quà của mạnh thường quân là cô Hương ở bên Úc á, có hỗ trợ cho bà con hộ nghèo mình mỗi người phần quà để mà cùng chung tay phòng chống dịch. Thì rồi thì em xin tới chị nha, chúc thịt giữ sức khỏe nha. Vậy rồi. Chị có khẩu trang không? Khỏi đi chú nè. Dạ không có hả? Dạ. Khỏi chị, khỏi để là đại mạnh thường quân ở Úc á, Úc á nghe chị. Dạ. Là tặng cho chị là một phần quà. Nha. Dạ. Chị. Cái là tốt đó. Thằng của chị muốn nặng cái bồi dưỡng sức khỏe nha. Dạ. Ăn con ta là không chỉ đi ăn đi chợ. Dạ hả? Đó là ăn. Rồi con Hương đâu rồi? Rồi con nè chị, hôm nay là cái phần của ông Hương á là các mạnh thường quân ở Úc đó, của Hương Úc á. Tặng cho gia đình của ông Hương á một phần quà gia đình hộ nghèo khó khăn á. Dịp mà bệnh cái Covid này nè. Ăn uống rồi bồi dưỡng sức khỏe hay chị? Dạ không đi rồi. Không. Dạ. Tặng cho con, cô Hương ở Việt Kiều Úc á. Dạ. Tặng cho con một phần quà, ăn uống rồi bồi dưỡng giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn bác Năm với con gái. Giữ gìn sức khỏe nha chị. Dạ. Rồi. Là các mạnh thường quân á. Ở bên Úc á, cô Hương bên Úc á, gửi tặng quà cho con là một phần quà, ăn uống bồi dưỡng sức khỏe. Đi nhìn sức khỏe nha chị. Rồi. Đây, mình. Đây, con. Đây, con.
gìn sức khỏe nha anh ơi. Dạ dạ. Hôm nay em có mang theo phần quà của cô Hương Mạnh Thường Quân ở bên Úc đó chị, là tiếp sức cho bà con hộ nghèo mình, là mỗi một người một phần quà để mà hỗ trợ trong cái phòng chống dịch bệnh này. Đó, tiếp sức cho bà con hộ nghèo. Chị dạ cảm rồi. Ơn Diệu nha. Dạ rồi, chị cảm ơn cô Hương ở bên Úc rồi được rồi. Dạ rồi, em chúc chị giữ gìn sức khỏe nha. Dạ rồi. Các Mạnh Thường Quân ở Úc, cô Hương ở Úc, Diệu Úc, thì có phần quà tặng. Là giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ dạ. Đây là cái nhà Mạnh Thường Quân á, ở khu vực ở Úc á, thì kiểu Úc á, để tặng quà cho gia đình, để cho bà đồ ăn uống gia đình ăn giữ sức khỏe ha. Cảm ơn mọi người là một cho gia đình nghèo nhị ăn, cảm ơn rất là giữ gìn sức khỏe nha bà. Đó. Rồi rồi con ơi, xin chào chú nha. Thì hôm nay con có mang theo phần quà của quân và cô Hương của lúc đó là gửi cho bà con hộ nghèo mình, là mỗi người phần quà là chung tay tiếp sức là phòng chống dịch đó. Con chúc cho chú dạ, con chúc cho chú giữ gìn sức khỏe nha. Rồi. Bữa nay Mạnh Thường Quân Úc á, Việt Kiều Úc, cô Hương Úc á, tặng bà cho con là bồi dưỡng sức khỏe. Cảm ơn cô Hương á, không có gì hết. Bà giữ gìn sức khỏe nha chị. Giữ gìn sức khỏe nha chị. Em xin chào chị nha. Thì hôm nay em có mang theo phần quà là của Mạnh Thường Quân, là của cô Hương ở bên Úc á, là tiếp sức cho bà con hộ nghèo mình, mỗi một người là một phần quà như vậy để cùng chung tay phòng chống dịch đó. Thì em chúc cho chị luôn luôn sức khỏe nha. Đó. Dạ rồi, giữ gìn sức khỏe nha chị ơi. Còn thằng này không phải nè. Dạ rồi, thì con xin chào chú nha. Hôm nay thì con có mang theo phần quà của cô Hương là Mạnh Thường Quân ở bên Úc Quốc chú, thì có gửi tiếp sức cho bà con hộ nghèo mình, là mỗi một người là một phần quà để mà cùng chung tay phòng chống dịch đó. Thì con hôm nay con xin gửi cho chú phần quà nha. Dạ thì chú giữ gìn sức khỏe nghe chú ơi. Dạ thì hôm nay em có mang theo phần quà của Mạnh Thường Quân là cô Hương ở bên Úc á, là có gửi cho bà con hộ nghèo mình, mỗi người một phần quà để mà tiếp sức cho bà con hộ nghèo là cùng chung tay phòng chống dịch đó. Thì em xin gửi cho chị. Cảm ơn nhiều. Dạ rồi, chúc cho chị sức khỏe nha. Dạ rồi. Giữ gìn sức khỏe nha chị. Giữ gìn sức khỏe rồi. Dạ. Thì em xin chào chị nha. Hôm nay em có mang theo phần quà của Mạnh Thường Quân là cô Hương ở bên Úc á, là có lễ của bà con hộ nghèo mình mỗi quà mỗi chung tay là một chút dịch. Thì em xin gửi cho chị phần quà nha. Dạ rồi, thì chúc cho chị sức khỏe nha. Dạ, giữ gìn sức khỏe nha chị. Em xin chào nha. Con xin chào cô nha. Dạ, hôm nay thì con có mang những món quà của Mạnh Thường Quân đó cô, là cô Hương ở bên Úc á, gửi cho bà con hộ nghèo mình, là mỗi một người một phần quà như vậy nè, là để tiếp sức cùng chung tay phòng chống dịch bệnh đó. Thì hôm nay con gửi cho cô phần quà này nha. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân rồi nha. Dạ rồi, thì chúc cho cô sức khỏe nha. Dạ, dạ. Giữ gìn sức khỏe nha cô ơi. Dạ, dạ con xin dạ. Chào nha. Dạ, cô Hương cũng có lời là gửi phần quà để cho gửi cho anh em cùng chúng ta mình đi trên công việc này nè chú Năm. Dạ thì cô Hương gửi chú Năm lễ thảo nha. Rồi.